Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 25 triệu token có ký hiệu là Papillon. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video mở tự động start chatbot nè bạn. Rồi mình sẽ get được 25 triệu token Papillon. Rồi các bạn bấm join để góp nha bạn. Chương trình để góp này kết thúc vào ngày 21 tháng 7 và phân phối vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bật up lên nè. Tiếp tục join kênh Chaler nè. Bật up lên nè. Join tiếp kênh Telegram group nè. Tiếp tục bật up lên nè. Follow, like và tweet nè. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nha bạn, các bạn chỉ dẫn cho tôi biết, các bạn tăng dạy người bạn của mình vào rồi các bạn, rồi test lại nè. Bạn đừng có follow chưa các bạn. Rồi tiếp tục bấm continue nè, tiếp tục bấm join nè. Rồi tiếp tục các bạn submit link tweet, tweet and tăng ba cái bạn pháp bạn submit you link tweet link nè, thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nha bạn, các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, các bạn chia sẻ lại các bạn của mình là tweet nè, rồi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bên sờ mát trên test 20 trên dưới chocolate của mình nè. Submit you follow Twitter tag, submit you with link. Rồi tiếp tục các bạn bấm, các bạn sẽ nhận được Valency. Bấm xác tiết cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Mình đã nhận được 25 triệu token Papillon. Rồi withdraw, nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.